Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết MV Aquista Super Bowl Ego 2022 lấy cảm hứng từ Giacomo Agostini với cái số lượng sản xuất giới hạn. MV Aquista Super Bowl Ego 2022 là một phiên bản hoàn toàn mới vừa được ra mắt tại cái đường đua Misano Street. Cái phiên bản này được lấy cảm hứng từ cái mẫu xe đua huyền thoại Giacomo Agostini, từng sở hữu 15 danh hiệu vô địch thế giới. MV Aquista đã thông báo sẽ trình làng một cái phiên bản hạng Super Bowl Ego 2022 vào ngày 24 tháng 10 năm 2021 trong một cái buổi giới thiệu đặc biệt ở Misano. Cái người đàn ông hiện hội được biết đến với cái tên Giacomo Agostini đã tham dự với nguyên mẫu MV Aquista Super Bowl Ego 2022 lấy cảm hứng một cái chiếc lô của tay đua từng giành 15 danh hiệu vô địch thế giới. Một cái điểm đặc biệt phiên bản Super Bowl Ego 2022 chính là phong cách phối màu đỏ và bạc lấy cảm hứng từ cái dòng xe đua MotoGP trong quá khứ, đội đua MV Aquista được sơ phủ lên cái chất liệu carbon. Và quan trọng hơn đó là cái chữ ký của tay đua nổi tiếng Giacomo Agostini với cái số lượng giới hạn đúng 311 chiếc trên thế giới, dựa trên cái chiếc vô địch của Giacomo Agostini từng giành được. Ngoài hình thức lấy cảm hứng từ cái mẫu xe đua trong quá khứ, Super Bowl Ego 2022 tiếp tục tận dụng cho mình cái khối động cơ lập 3 xăng 798cc làm mát bằng chất lỏng đã được tinh chỉnh lại, giúp ma sát giữa các chi tiết bên trong và điều chỉnh lại cái chất khí thải. Super Bowl Ego 2022 sinh ra công suất lên tới là 147 HP, ấn ngưỡng bồng tua là 13.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 88 Nm, tại ngưỡng bồng tua máy là 10.100 vòng trên phút. Nếu được trang bị thêm cái bộ kit race bao gồm như ống xả Aros và một cái EQ mới thì công suất có thể tăng lên là 151 HP. Những thay đổi kỹ thuật bên cạnh cái bằng động cơ còn bao gồm cái bộ khung mới cứng cáp hơn, một bộ quay bằng cái sợi carbon, hệ thống treo trước sau của Holin NX và TX tương ứng, cái phần trước của Rainbow 4X hướng tầm trong khi phần sau là Rainbow 2X. Tất cả những thay đổi này đều khiến trọng lượng của Super Bowl Ego 2022 chỉ đạt ở mức là 165kg trọng lượng khô. Màn hình điện tử cũng được nâng cấp đi cùng với một hệ thống phanh ABS. Màn hình điện tử là TFT 5.5 inch hoàn toàn mới. Cái hệ thống chống bốc đầu, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi động, định vị GPS với kết nối Bluetooth thông qua một ứng dụng có trên điện thoại của MV Aquista. Hiện tại thì giá bán của cái mẫu xe mới này vẫn chưa được tiết lộ thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã biết này, đừng tiếp nhấn like, subscribe.